vui được gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, sau cả ngày trời nóng bức thì dự báo tối nay nhiều tỉnh thành Nam Bộ sẽ có mưa cục bộ và cục bộ có điểm mưa khá kèm theo dông gió mạnh. Tuy nhiên đến đêm thì lượng mưa sẽ giảm dần. Khả năng thì chiều nay cho đến tối mai mưa sẽ quay trở lại và diện mưa sẽ rộng hơn. Tại khu vực miền Đông và ven biển miền Tây thì sẽ có mưa vừa, mưa to, tương ứng với những vùng màu xanh đậm như quý vị thấy trên radar. Với lượng mưa dao động trong khoảng từ 25 cho đến 55mm, mưa to trong thời gian ngắn sẽ dễ gây ngập úng cục bộ, kèm theo những nguy cơ như là ngập úng, gió giật cũng như là sấm sét vô cùng nguy hiểm. Nếu như quý vị chúng ta có ý định ra ngoài thì nên chuẩn bị áo mưa bộ một cách gọn gàng, chúng ta tránh mặc áo mưa một mảnh vì gió thổi mạnh sẽ làm tà áo hất ngược lên gây cản trở tầm nhìn. Và chúng ta nên lưu ý đi chậm kể cả những cung đường quen thuộc và chúng ta hết sức cẩn trọng với những cung đường cua như thế này. Trước khi có mưa thì sáng đến trưa mai ở Nam Bộ trời nắng sẽ đang xen mây và nhiệt độ giảm nhẹ so với 2 ngày trước, khả năng không còn điểm nào nắng đóng. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông phổ biến trong khung là 34 hoặc là 33 độ. Còn tại Cần Thơ và những nơi khác của miền Tây, nhiệt độ dao động trong khung là 31 cho đến 33 độ. Tiếp theo chúng tôi xin được chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang, ra ngoài khơi quanh huyện đảo Trường Sa, dự báo sẽ có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn tại huyện đảo Hoàng Sa sẽ có mưa vài nơi, ngày mai sẽ là gió cấp 4, cấp 5 và tầm nhìn xa là trên 10 km. Đến đây chúng tôi xin được khép lại bản tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.